Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa đề cuối cùng trong khóa học của chúng ta. Các thân mến, cô nói là đề cuối cùng không có nghĩa là hôm nay chúng ta học là xong. Đây là một đề mà cô ghi là tổng ôn cuối khóa, tức là sẽ là để cô đánh giá xem thực lực hiện tại của các bạn là bao nhiêu. Thì cô thấy các bạn có ý kiến rằng là đề của cô khó nhớ, và cũng có rất là nhiều bạn ý kiến là đề của cô khó, vì vậy mà cô không dám tổ chức thi thử lần 13, sợ các bạn hoảng và các bạn ấy cũng không muốn tham gia thi thử lần thứ 13 nữa. Vì vậy mà cô sẽ không tổ chức thi thử lần thứ 13. Nhưng mà các bạn nhớ cho cô như sau: chỉ khi nào các bạn thi xong thì khóa của chúng ta mới chấm dứt. Có nghĩa là từ bây giờ đến lúc các bạn thi, cô vẫn sẽ thường xuyên cập nhật thêm những bài mới. Mặc dù bài hôm nay của bài từ đến hôm nay của chúng ta là không có bài tập nữa rồi. Chờ, cô dự định là cô sẽ ngắm kỹ cái đề minh họa và cô sẽ có thể soạn một số cái vấn đề và cô sẽ quay video chữa cho các bạn để nhấn cho các bạn. Chủ yếu là chia sẻ với các bạn cái cách mẹo để các bạn có thể làm được những cái câu ấy nhanh nhất, và sẽ tủ cho các bạn một số phần mà chắc chắn là các bạn gặp phần đấy các bạn sẽ khoanh được ngay để tiết kiệm thời gian cho các bạn. Vì vậy mà ngày hôm nay thì cô sẽ cố gắng quay chữa cho các bạn cái đề này cộng với cái phần mà chữa cái đề đọc hiểu nhá. Ngày mai cô sẽ bắt đầu với cái chương trình mà quay cho các bạn một số cái phần mà chắc chắn là các bạn sẽ gặp trong đề thi, và những cái phần mà các bạn có thể xử lý được một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian để dành thời gian cho đọc hiểu và những phần khó. Vì vậy mà các bạn nhớ cho cô là cô nói lại đó là nhóm của chúng ta chỉ khi nào các bạn thi xong mới chấm dứt. Vì vậy mà từ hôm nay đến hôm thi, các bạn vẫn chịu khó để ý những cái thông báo trên nhóm của cô nhé. Cô sẽ có như sau. Với bài tập này thì đây là một bài tập mà soạn mẫu nhá. Tức là bài tập mà các bạn sẽ thấy là gần như là các bạn sẽ không thể tìm được đáp án ở bất cứ đâu cả. Nhận đề cô soạn 100%. Vậy thì bạn sẽ thấy là cô sẽ chỉ cho các bạn xem là cái câu đấy ở hiện tượng ngữ pháp gì và mức độ khó là bao nhiêu nhé. Với câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, với bốn câu này đi thì các bạn xác định là nó là phần rất rất là dễ nhá, và đề gần như không có tính chất lừa đảo tí nào cả. Với câu số 1 là cách phát âm của nguyên âm, chúng ta có IA đọc là great. Âm đấy của chúng ta là âm A, sau khi đọc xong thì phải nhẩm xem âm đấy là âm gì. IB đọc là bread, âm đấy của chúng ta là âm E. IC đọc là break, âm đấy của chúng ta là âm A. Vậy cô suy ra được câu 1 đáp án là ý B. Đi thi chỉ cần đọc được 3 trên 4 là làm được rồi. Nhưng các bạn phải nhớ thật sự cẩn thận với những câu dễ. Vì những câu dễ là câu mà bạn không bao giờ được mất điểm, thì phải thực sự cẩn thận để mình không bị sai những câu dễ nhé. Với câu số 2, theo cách phát âm của đuôi ED, trong tiếng Anh những từ tận cùng là T và D chúng phát âm thành ED, thì chắc chắn là ý A của cô là ED rồi, đúng không ạ? Ý B của cô cũng là ED rồi. Bây giờ cô sẽ còn ý C và ý D. Ý C và ý D thì cô sẽ thấy là cả C và D của cô đều trước ED là chữ. Vậy thì chắc chắn là một trong hai từ này sẽ phải có một từ trường hợp đặc biệt, đúng không ạ? Vậy trường hợp đặc biệt của chúng ta sẽ có ý C của cô tới đọc là ED. Nên đáp án của câu số 2 là ý D. Theo như cái phần theo dõi của cô thì cô thấy là trong những năm trở lại đây thì người ta không thi vào cái trường hợp đặc biệt của phần ED với S này đâu. Nhưng mà theo cô thì các bạn vẫn nên đọc qua một lượt để các bạn đi thi, các bạn biết được là cái từ đấy có phải trường hợp đặc biệt hay không. Nói chung là trường hợp đặc biệt của đuôi ED thì nó cũng chỉ có 16 trường hợp thôi nhá. Xong câu số 2, chuyển cho cô sang câu 3. Cho câu 3 thì sẽ có một câu trọng âm theo phiên âm. Phiên âm là mình phải đọc lên. Ý D cô đọc tới là contain. Âm thứ hai cô được đọc là A. A là nguyên âm đôi, nhận trọng âm dâm tiết thứ hai. Bạn nhớ cho cô là đi thi cái phần trọng âm và phải phần phát âm này với phần trọng âm ấy ạ. Đặc biệt là phần trọng âm thì nó áp dụng y nguyên như phần công thức của cô là các bạn có thể làm được, không có trường hợp ngoại lệ, nên các bạn yên tâm. Với câu số 2, cô đọc từ đấy là từ âm thứ hai của chúng ta có CT, hai phụ âm đứng cạnh nhau, nhận trọng âm dâm tiết thứ hai nhá. Ý B cô sẽ có từ đọc là constant, âm thứ hai của cô là ơ. Vậy trọng âm không rơi vào ơ, nó rơi vào âm tiết đầu. Từ đó cô suy ra được câu 3, đáp án là ý B. Sau câu 3 chuyển được cô sang câu 4. Câu 4 là trọng âm theo hậu tố và tiền tố thì mình rất dễ xác định rồi, đúng không ạ? Ý A của cô có đuôi ATE dịch ba âm. Invert thì dịch ba âm trọng âm dâm tiết thứ hai. Ý B của chúng ta có đuôi mình không ảnh hưởng đến trọng âm của từ. Vậy cô sẽ đọc tới là invest. Kết thúc bằng ST, hai phụ âm đứng cạnh nhau trọng âm dâm tiết thứ hai. Ý C của cô với từ có đuôi ATE trọng âm dịch chuyển ba âm, nó rơi vào âm tiết đầu. Từ đó cô chọn được câu số 4 của cô, đáp án là ý C. Xong câu 4 chuyển cho cô sang câu số 5 với kiến thức về mạo từ. Nhờ, với kiến thức về mạo từ thì áp dụng những quy tắc về mạo từ mà các bạn đã học. Cô sẽ có như sau. Tôi được bảo bởi những người bạn của tôi rằng, hay mình dịch một cách hay hơn là bạn của tôi bảo với tôi rằng đừng tin vào nước mắt con gái.
Vậy nước mắt con gái của cô thì chúng ta chính là một cái danh từ số nhiều đúng không? Nước mắt con gái là chung chung chẳng cụ thể gì cả. Người ta không sử dụng mạo từ trước danh từ số nhiều nếu không xác định. Thì câu số 5 cô chọn được đáp án là ý D. Cô biết rằng là trong nhóm của chúng ta có những bạn đôi khi rất là phức tạp hóa vấn đề. Thì các bạn nhớ là có những cái câu dễ quá thì đừng phức tạp hóa, tự nhiên mình lại làm sai. Xong câu 5 chuyển được cô sang câu 6. Với câu 6 bạn sẽ nhìn thấy dấu hiệu câu này là từ unless. Thì câu này cô sẽ là hình thái của kiến thức về điều kiện nhá. Với kiến thức về điều kiện thì cô sẽ có như sau. Học sinh không được phép, đúng không ạ? Không được phép xử lý hóa chất nếu như không có sự giám sát của giáo viên. Vậy thì căn cứ bằng đằng trước của cô là hiện tại đơn thì đằng sau nó không thể là quá khứ được. Nên cô bỏ ý D, bỏ ý B, bây giờ cô chỉ còn A và C thôi. A và C thì cô sẽ có là dưới sự giám sát của giáo viên, thì câu này cô sẽ có là A và C, đương nhiên câu này cô chọn A rồi đúng không ạ? Nó là hình thái của điều kiện lại một khi diễn tả những cái sự thật hiển nhiên, những cái điều là hiển nhiên. Xong câu 6 chuyển cho cô sang câu số 7. Với câu số 7 chúng ta sẽ có câu này thuộc kiến thức về thì. Giờ cô làm cái đề này chuẩn như đề minh họa 2019. Thực ra đề không khó nhé. Nhớ bạn xem với cô này. Có những câu rất là khó, nhưng cái câu ấy thực ra trong đề thi thật của em nó cũng phải khó như thế đúng không ạ? Nhưng có những câu rất là dễ. Ví dụ cô đang chữa từ câu số 1 đến câu số 7 là rất là dễ. Nhớ. Thì cô thấy là cô đoán là năm nay đề sẽ vào cái sự phối thì này, bởi vì cô thấy đề minh họa nó vào when thì chắc là sự phối thì rồi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà đề mà may mắn nó không vào when mà nó vào before với after thì sẽ dễ hơn. Nhưng mà vào when mà phải dịch thì phải cẩn thận nhá. Cô sẽ có là ông Brown vừa mới đọc xong cái lá thư thì điện thoại trên bàn làm việc của ông ta kêu. Vậy cô sẽ có là ông ta đọc xong rồi điện thoại của ông ta mới kêu. Diễn tả một hành động đã xảy ra xong rồi mới tới hành động khác. Câu 7 cô chọn được đáp án là ý B. Sau câu 7 chuyển cho cô sang câu số 8. Thật là bí ẩn, đúng không? Thật là kỳ lạ. Điện lại bật mà chẳng có ai ở gần cái chỗ cái công tắc điện đấy cả. Vậy thì dịch là điện bật mặc dù chả có ai. Vậy thì cô sẽ chọn được câu 8 của cô đáp án là ý B. Với từ on the nhớ. Với cái câu liên từ nó rất là đơn giản. Và nếu như cô nhìn thấy như trong đề minh họa ấy, thì cái câu liên từ nó chủ yếu tập trung vào mấy cái liên từ cơ bản này thôi đúng không? Ví dụ như however là tuy nhiên này, on the là mặc dù này, because là bởi vì này. Cô đã có quay được một số cái chuyên đề bổ trợ như này rồi. Cô đã up lên trên YouTube rồi, nhưng mà cô chưa dẫn link sang nhóm của chúng ta. Thì tí nữa cô sẽ up link sang nhóm chúng ta để chúng ta tiện theo dõi nhé. Câu số 9 sẽ có một câu về cái phần đó là phần danh động từ và động từ nguyên mẫu. Thì câu số 9 cô sẽ có câu này như sau. Câu số 9 của cô thì có cho vào để lừa đảo các bạn một xíu, cho những bạn giỏi. Các bạn thấy là đây cô có tính chất thách thức một tí thôi. Nhưng mà cô nghĩ là đi thi thì cái câu về danh động từ và động từ nguyên mẫu nó sẽ không khó như này. Vậy cái sau này, đó là một cố vấn độc lập sẽ được đưa vào để hòa giải, đúng không ạ? Giữa hai cái bên có liên quan đến cái vụ mâu thuẫn này. Vậy cô sẽ có từ bring in là được đưa vào, đúng không ạ? Được đưa ra. Được đưa vào để giải quyết. Cô biết là có câu này có rất nhiều bạn căn cứ bằng giới từ in và sau giới từ bạn ấy dùng verb in nhá, sau giới từ bạn dùng verb in nhá. Nhưng mà câu hỏi dịch là được đưa vào để giải quyết. Vậy thì cô sẽ có là ở đây cô phải dùng to verb để chỉ mục đích cơ. Nên là câu số 9 cô chọn được đáp án là ý A. Sau câu 9 chuyển cho cô sang câu số 10 với mệnh đề danh từ. Với mệnh đề danh từ nếu như theo đúng đề minh họa thì nó sẽ vào cái phần đó là on cộng với danh từ, đúng không ạ? Nhưng mà phần này cô mở rộng ra vì thực ra on danh từ nó dễ quá rồi. Nên là cô mở rộng ra là nó sẽ mệnh đề danh từ nó sẽ có một số phần sau. Cô sẽ có như sau này. Người ta dùng whether có hay là không? Người ta dùng what trả lời cho câu hỏi nói gì làm gì? Người ta trả lời cho người ta dùng that cho trả lời cho câu hỏi sự việc gì? Và người ta dùng why với nghĩa là tại sao? Vậy dịch là tại sao diễn viên đó lại tự sát vẫn còn là một bí ẩn. Vậy gì cả? Lý do tại sao cái diễn viên đó lại tự sát vẫn còn là một bí ẩn. Vậy căn cứ bằng nghĩa của câu này, cô chọn được câu 10 là ý C nhá. Vậy cái phần mệnh đề danh từ này trừ cái dạng on cộng danh từ ra thì cái phần mệnh đề danh từ căn cứ vào nghĩa của câu. Xong câu 11 chuyển cho cô sang câu 12. Cái câu này là cái câu mà rất là dễ nhưng mà các bạn cãi nhau rất là nhiều. Bạn nhớ cho cô là sau S của chúng ta cần một mệnh đề. Vậy nếu nó có muốn rút gọn mệnh đề thì nó sẽ phải rút gọn bằng cách dùng verb P2 chứ không dùng been verb P2. Người ta dùng rút gọn bằng been cộng verb P2 với điều kiện ở vị trí đó là danh động từ. Ví dụ cô có câu như sau. I remember. I remember being taken. Thì ở đây của chúng ta sẽ dùng being taken, là dùng dạng being cộng verb PI. Vì sao? Vì ở đây sau remember cộng verb in thì nó sẽ là danh động từ. Bị động của danh động từ mới dùng being cộng verb PI. Bị động của thì tiếp diễn dùng being cộng verb PI. Chứ còn nếu như là một mệnh đề mà muốn bị động mà rút gọn thì chúng ta phải dùng verb PI thôi. Vậy thì câu số 11 dịch là vì không được thông báo về sự thay đổi của lịch trình sớm mà tôi đến cuộc họp muộn. Vậy thì câu số 11 cô chọn được đáp án là ý C.
Bạn nhớ cho cô là chắc chắn nó sẽ có cái câu này trong thi này. Nhờ và bạn nhớ cho cô áp dụng cái quy tắc của cô như vậy để đỡ bị làm sai câu này nhé. Số 11 chuyển cho cô sang câu 12 với kiến thức về giới từ. Với kiến thức về giới từ thì câu này nó khá là hên xui. Tức là sao ạ? Có thể cái cụm giới từ đó em biết, có thể em không biết nhá. Ý với câu số 12 dịch là không ai tin anh ta mặc dù anh ta đã cố gắng thuyết phục mọi người rằng anh ta vô tội. Với câu số 12 cô căn cứ bằng từ convince đi với giới từ thuyết phục ai đó. 12 chọn C. Số 12 chuyển cho cô sang câu 13. 13 của cô thuộc kiến thức về từ loại. Và đây là một câu cực kỳ dễ. Trong đề thi của chúng ta sẽ có hai câu như này cơ. Bạn không được phép sai. Còn một câu từ loại nữa ở trong bài tập về phần đục lỗ nhé. Và các bạn không được phép sai cái câu đó. Với câu số 13 bạn căn cứ cho cô bằng mạo từ the. Sau mạo từ the bạn sẽ cần một danh từ. Nếu bạn cần một danh từ thì cô dễ dàng chọn được. 13 của cô là ý C với duration. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang phần video tiếp theo. Cô sẽ chữa từ câu số 14 trở đi nhé.